Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Phúc tiếp tục cập nhật một số thông tin mới về show diễn của đàn gà con. Tối ngày hôm qua thì Tuyết Nhung đã có show diễn rất là thành công tại Thiền tự Phước Quang ở Đồng Nai. Đây là chương trình phát quà bánh trung thu cho trẻ em nghèo. Thì Tuyết Nhung đã tham gia chương trình này giống như cô Hằng Nga đó cả nhà. Vì hiện tại Hằng Nga lớn đã đi xa, Hằng Nga nhỏ đã thay mẹ làm việc đó rất tuyệt vời. Đến với đêm phát quà bánh trung thu cho trẻ em, Tuyết Nhung đã thể hiện rất là thành công những cái bài hát, đặc biệt là những tràng vỗ tay yêu mến của khán giả dành cho Tuyết Nhung. Sau đây mời cô chú anh chị xem một số hình ảnh của Tuyết Nhung trong cái đêm diễn ngày hôm qua phát bánh trung thu cho trẻ em ở Đồng Nai. Em có chị Hằng xuống tặng quà cho các em. Chúng ta ví dụ mà chị Hằng con có tới đây thì sẽ em chị Hằng sẽ tới đây ạ. Đây, bây giờ trước khi mà các em chuẩn bị lên hát múa để dẫn được phần quà thì bây giờ anh Nhật Phúc và Tuấn Quốc xin mời các em sẽ đến với lại một nữ ca sĩ rất là tuyệt vời, phải thăm cả nhà. Rất là nổi tiếng nha, của Tuyết Nhung, con rất là của xinh đẹp, sĩ Tuyết Nhung với bộ áo dài là biết là Nhung rất Nhung lung linh, một chàng pháo tay thật là lớn cho chị ca đẹp, sĩ rất bắt mắt, cho thấy Tuyết Nhung cùng với ekip của mình hiện nay đang rất là chỉnh chu với hình ảnh của Tuyết Nhung, phải không cả nhà? Việc Tuyết Nhung biểu diễn ở Đồng Nai thì rất là nhiều lời bình luận của cô chú anh chị gửi lời khen ngợi đến với Tuyết Nhung. Trong đó có lời bình luận của người cậu Thanh Quy đã khen Tuyết Nhung hát hay quá. Thì Tuyết Nhung có lời comment trả lời người cậu Thanh Quy, đó là cảm ơn cậu. Đó là thông tin về show diễn của Tuyết Nhung ở Đồng Nai, phát quà bánh trung thu cho trẻ em thiếu nhi rất tuyệt vời, phải không cả nhà? Còn Thiên Ngân cũng có chia sẻ trên trang cá nhân của mình khi em ấy tâm sự: em đi xem hội trăng rằm, tấm hình này em không có cáp, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ạ. Hình ảnh của Thiên Ngân cũng rất là xinh đẹp, phải không cả nhà? Với rất là nhiều hình ảnh của tuổi thơ, đó là những chiếc lồng đèn, thì Thiên Ngân đã rất là vui, đã quay về với tuổi thơ. Hình ảnh của Thiên Ngân cũng nhận được rất là nhiều lời yêu mến của cô chú anh chị dành cho Thiên Ngân. Chị Ngân phát cho em cái lồng đèn với, đẹp quá chị Ngân ơi, vui quá mà kẹt không có qua được, hu hu, tặng chị cái lồng đèn với bé Thiên Ngân ơi. Đó là những lời bình luận của khán giả gửi đến với Thiên Ngân. Tự nhiên, dễ thương, xinh đẹp quá con. Với hình ảnh của Thiên Ngân thì cô chú thấy, chị thấy Thiên Ngân như thế nào ạ? Thiên Ngân rất là xinh đẹp, phải không ở nhà? Giống như cô chị của mình là Tuyết Nhung, rất tuyệt vời. Và hiện tại thì mọi người đang rất là chờ đợi những cái show diễn tiếp theo của đàn gà con. Ngày hôm qua thì ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã có một buổi live stream để chia sẻ về những bài hát, những live show của ca sĩ Mạnh Quỳnh khi trở về Việt Nam vào ngày 12 tháng 10 sắp tới đây. Khi về Việt Nam, ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ có một số mini live show, có tất cả là 4 show. Nhưng theo chia sẻ của ca sĩ Mạnh Quỳnh thì tất cả chúng ta, đặc biệt là đàn gà con, cũng rất là bất ngờ khi lần này Mạnh Quỳnh không có biểu diễn cùng với đàn gà con của mình, đặc biệt là hai cô con gái, đó là Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Vì vậy cũng có rất là nhiều cô chú anh chị rất là ngỡ ngàng
với việc thông báo của ca sĩ Minh Quỳnh khi không có đàn gà con. Vì từ trước đến nay, khi trở về Việt Nam, lần nào cũng vậy, kể từ khi ca sĩ Phi Nhung đi biểu diễn ở nơi xa, thì Mạnh Quỳnh lúc nào cũng dìu dắt, cũng hướng dẫn, cũng như sáng tác những bài hát mới để tặng cho hai cô con gái của mình, đó là Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Vì vậy, rất là nhiều cô chú anh chị đang mong chờ vào tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam sẽ tổ chức show và có sự xuất hiện cùng với đàn gà con, hai cô con gái của mình, đó là Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Vì vậy, khi ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo 4 show diễn khi trở về Việt Nam không có đàn gà con, đã làm cho rất là nhiều cô chú anh chị cảm thấy rất là buồn, rất là ngỡ ngàng. Vì vậy, cũng có những cái lời bình luận gửi đến với ca sĩ Mạnh Quỳnh, mong rằng ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ có show biểu diễn cùng với đàn gà con. Ở đây đó là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Dung, hay là phải có sự giúp đỡ, ủng hộ hai cô con gái, đó là Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Vì nếu không có hình ảnh của Thiên Ngân và Tuyết Nhung hay là Quỳnh Trang thì đó là một sự cảm thấy rất là buồn, rất là tiếc của cô chú anh chị khán giả. Vì lúc nào mọi người cũng yêu mến đàn gà con, yêu mến ba cô công chúa xinh đẹp của gia đình Phi Nhung. Vì trước đây ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã từng nói là thay mẹ Phi Nhung sẽ dìu dắt hướng dẫn đàn gà con. Mặc dù hiện tại đàn gà con đang từng bước khẳng định trên đôi chân của mình với sự giúp đỡ yêu mến của đông đảo cô chú anh chị khán giả trong và ngoài nước, nhưng ở đâu đó tất cả cô chú anh chị cũng còn vô cùng mong muốn là với sự giúp đỡ và xuất hiện cùng với ba Mạnh Quỳnh trên sân khấu thì đó là điều tuyệt vời nhất. Vì vậy, việc chia sẻ của ca sĩ Mạnh Quỳnh không có biểu diễn cùng với đàn gà con trong tháng 10 này, đó là sự tiếc nuối. Và mọi người cũng đã bình luận mong rằng lần này về Việt Nam, Mạnh Quỳnh cũng sẽ tạo điều kiện và sẽ xuất hiện cùng với đàn gà con. Tuy nhiên thì chúng ta không biết sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tháng 10 sắp tới đây, khi ca sĩ Mạnh Quỳnh về nước thì mới biết chính xác là có biểu diễn cùng với đàn gà con hay không. Hiện tại thì rất là nhiều cô chú anh chị mong muốn là ca sĩ Mạnh Quỳnh tiếp tục dìu dắt giúp đỡ đàn gà con. Đó là điều tuyệt vời nhất để gửi đến với người bạn tình trên sân khấu của mình, đó là ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.